Ngày 7 tháng 3 năm 2023, tức ngày 16 tháng 2 âm lịch, tại Tổ đình Chùa Đoài Lâm, xã Quang Bình, huyện Kiến Sương, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình cùng môn đồ Pháp Quyến đã tổ chức lễ khánh tuế, chúc thọ trưởng lão Hòa Thượng Thích Thanh Dục, tròn 96 tuổi. Chứng minh và tham dự lễ còn có Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trưởng lão hòa thượng thích thanh dục, phó pháp chủ hội đồng chứng minh, nguyên ủy viên hội đồng trị sự, nguyên trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh bốn nhiệm kỳ từ năm 1992 đến năm 2012, chứng minh ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình, trụ trì chùa Ngái Dừa, xã Quang Bình, huyện Kiến Sương. Ngài là bậc Tùng Lâm Thạch trụ của Phật giáo tỉnh nhà, dành nhiều tâm huyết trong việc lãnh đạo điều hành các công việc Phật sự của Phật giáo Thái Bình. Mặc dù tuổi cao nhưng ngài luôn nói gương cho các hàng hậu học, đảm nhiệm ngôi đường chủ các trường hạ để tăng ni nương theo tu học, cũng như đương vi ngôi đàn đầu hòa thượng, truyền trao giới phẩm cho các tăng ni sinh, góp phần tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức. Với nếp sống phạm hạnh, giản dị, hòa thượng luôn nêu cao tinh thần tu học là bậc thầy khả kính cho tăng ni Thái Bình. Tại Đại hội đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ 9, tổ chức tháng 11 năm 2022, đã suy tôn ngài lên ngôi vị phó pháp chủ hội đồng chứng minh ghi nhận những công lao đóng góp của ngài cho giáo hội xã hội hội đồng chứng minh hội đồng trị sự ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam ban tôn giáo chính phủ ủy ban nhân dân tỉnh ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh đã trao tặng bằng tuyên dương công đức bằng khen vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc thay mặt cho gần 600 tăng ni tỉnh nhà, Thượng tọa Thích Thanh Hòa, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình đã dâng lời tác bạch khanh tuế cảm niệm công đức của Hòa thượng trong suốt thời gian ngài giữ cương vị Trưởng ban Trị sự cũng như đương vi ngôi vị chứng minh đặt nền móng cho sự phát triển của Phật giáo tỉnh nhà và cố vấn cho các Phật sự lớn trong thời gian qua ông Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã thăm hỏi, chúc thọ trưởng lão Hòa thượng bước sang tuổi 96, luôn mạnh khỏe, tiếp tục có nhiều đóng góp cho hoạt động của Giáo hội Phật giáo tỉnh, sống tốt đời đẹp đạo thay mặt cho trung ương giáo hội hòa thượng thích bảo nghiêm phó chủ tịch hội đồng trị sự trưởng ban hoàng pháp trung ương cũng có lời khánh tuế và mong muốn ban trị sự tăng ni phật giáo tỉnh thái bình tiếp tục quan tâm chăm lo phụng sự trường lão hòa thượng thích thanh dục để ngài mạnh khỏe trường thọ bách niên dài lão là bóng bồ đề cho giáo hội phật giáo việt nam và phật giáo thái bình nương tựa ban đạo từ tại buổi lễ, trường lão hòa thượng thích thanh dục tri ân công đức chư tôn giáo phẩm hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự, ban trị sự và tăng ni các tự viện trong tỉnh đã dành sự quan tâm tới chúc thọ và mong muốn tăng ni cần giữ gìn giới luật, quy củ thiền gia, đoàn kết, hòa hợp để Phật giáo tỉnh nhà phát triển vững mạnh. Cuối buổi lễ, Chư Tôn Đức đã tụng kinh truyền Pháp Luân, cầu nguyện quốc Thái Gia An, Phật Pháp Trường Tồn và chúc thọ trường lão hòa thượng Thích Thanh Dục, kiểu trụ Sa Bà để cho Tăng Ni nương công đức ngài tu học.